tiệm vàng tuyên bố vỡ nợ, 80 người gửi tiết kiệm, khó đòi lại 30 tỷ đồng. Đó là ý kiến của các chuyên gia pháp lý. Về vụ việc, hơn 80 người dân gửi đơn đến công an huyện Yên Thành, Nghệ An, tố cáo chủ tiệm vàng Phúc Nhiên ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, chiếm đoạt của họ 30 tỷ đồng. Như thanh niên đưa tin, từ năm 2015, tiệm vàng Phúc Nhiên vận động người dân gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 7,5% trên năm. Sau khi gửi tiền, chủ tiệm cấp cho người gửi một sổ tiết kiệm do tiệm tự in. Gần đây, chủ tiệm vàng Phúc Nhiên tuyên bố vỡ nợ, hàng chục người kéo đến tiệm vàng đòi nợ nhưng không được. Qua vụ việc này, luật sư Nguyễn Thị Minh Trang thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay, pháp luật vẫn chưa có quy định hoàn thiện để xử lý triệt để khi xảy ra vấn đề vỡ nợ. Do tâm lý cả tin và chạy theo đám đông, nên một số người gặp nhiều rủi ro khi giao dịch tiền bạc với những người kinh doanh trái pháp luật. Khi tiệm vàng Phúc Nhiên vỡ nợ, đồng nghĩa với việc đòi lại được tiền là quá trình nan giải, người dân chỉ còn trông mong vào kết quả xử lý của cơ quan chức năng. Mức án cao nhất là chung thân. Luật sư Huỳnh Công Thư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi nhận tiền gửi của khách, cấp sổ tiết kiệm tự in và trả lãi hàng tháng của chủ tiệm vàng Phúc Nhiên thực chất là hành vi cung cấp dịch vụ ngân hàng, huy động vốn trái phép, bị cấm theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Theo luật sư Thư, trên nguyên tắc, chỉ có các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp theo quy định của luật tổ chức tín dụng, có giấy phép mới được huy động vốn và nhận tiền gửi khách hàng. Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng, với mức án cao nhất là 20 năm tù. Tuy nhiên, hành vi huy động vốn trả lãi suất xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 nên không được áp dụng. Bộ luật hình sự 2015 do nguyên tắc bất hồi tố, tức là luật hình sự hiện có hiệu lực không xử ngược trở lại. Các tội danh mà bộ luật hình sự có hiệu lực trước đó không coi đó là một tội hay thuộc dạng tội khác với khung hình phạt khác. Tuy nhiên, luật sư Thư nhấn mạnh, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 96 năm 2014 NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014. Theo đó, mức phạt là từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, quy định tại khoản 2, điều 12 NĐ nêu trên. Đối với hành vi tuyên bố vỡ nợ và không tiếp tục trả nợ gốc lãi theo đúng cam kết với khách hàng, luật sư Thư cho rằng, tùy mục đích chiếm đoạt, có trước hay sau khi nhận được tiền mà cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ xác định là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nếu chủ tiệm vàng không có ý định chiếm đoạt từ trước khi nhận tiền mà chỉ sau khi nhận được tiền rồi lòng tham nổi lên, tuyên bố vỡ nợ không trả, lại không chứng minh dùng tiền làm gì và thua lỗ thật do làm ăn, thì chủ tiệm vàng có thể sẽ bị khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999, có mức hình phạt cao nhất là chung thân. Luật sư Thư phân tích, biết không được huy động tiền gửi nhưng vẫn làm. Vấn đề đang được dư luận quan tâm là việc tuyên bố vỡ nợ sau khi huy động hơn 80 hộ dân gửi hơn 30 tỷ đồng của bà chủ tiệm vàng Phúc Nhiên có được miễn trừ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành hay không. Luật sư Trang nhấn mạnh, sẽ không được miễn trừ trách nhiệm hình sự. Luật sư Trang phân tích, ngay từ đầu, chủ tiệm vàng đã biết mình không được phép huy động tiền gửi, nhưng vẫn cố tình triển khai. Chủ tiệm vàng tạo niềm tin, làm cho người gửi tiền, tin vào tiềm lực tài chính, vì có tiệm vàng, và ban đầu trả gốc lãi đầy đủ, để tạo tin tưởng cho khách hàng gửi nhiều hơn rồi chiếm đoạt. Các việc làm này thể hiện, chủ tiệm vàng Phúc Nhiên đã chủ động tính toán, dùng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu, rồi chủ tiệm vàng này bất ngờ tuyên bố vỡ nợ. Như vậy hoàn toàn đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chủ tiệm vàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, khung hình phạt cao nhất là chung thân. Cả hai tội danh nói trên đều quy định người phạm tội bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng. Về mặt trách nhiệm dân sự thì phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. Căn nhà 1,5 tỷ đồng nộp thuế tăng gấp 10 lần, một khối nước sạch đổi phí ít nhất 500 đồng, một lon cà phê giá đắt hơn 1.000 đồng, 1kg phân bón gánh thêm 350 đến 700 đồng, hàng loạt mặt hàng từ tiêu dùng, sinh hoạt, sản xuất, dự kiến tăng thuế thời gian tới, khiến người dân hoa mắt chóng mặt. Tận thu,
Giữa năm 2017, Bộ Tài chính đã đưa ra hàng trăm mặt hàng từ phân bón, xe bán tải, trà, cà phê, nước sạch vào diện phải chịu thuế hoặc tăng thuế suất tại dự thảo sửa đổi năm luật thuế sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới. Việc sửa đổi bổ sung cùng lúc các luật thuế với một loạt đề xuất từ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đến giá trị gia tăng VAT với tần suất dày đặc đang quá sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp. Đầu tiên phải kể đến thuế VAT, một sắc thuế tác động toàn diện hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Cơ quan soạn thảo muốn tăng thuế suất mặt hàng phổ biến từ 5 lên 6%, đối với các mặt hàng đặc biệt khác tăng từ 10 lên 12%, đồng thời đưa thêm phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng, phục vụ nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ vào diện chịu thuế. Chỉ tính riêng mặt hàng phân bón từ diện không phải chịu thuế, nay gánh thêm từ 5 đến 10%, mỗi ký phân bón đang có giá khoảng 7.000 đồng, nay người nông dân phải trả thêm từ 350 đến 700 đồng. Tương tự là nước sạch, mức thuế suất 5% được đề xuất tăng lên 10%, mỗi mét khối nước với giá 10.000 đồng đến 15.000 đồng sẽ tăng thêm từ 500 đồng đến 1.000 đồng. Đây là mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân. Dù người nghèo có được hỗ trợ theo chính sách an sinh của nhà nước thì mức tăng thuế đối với nước sạch khiến chi phí đội lên, cuộc sống của họ sẽ càng vất vả hơn. Cũng trong dự thảo sửa đổi, năm luật thuế, Bộ Tài chính còn đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt đưa nước ngọt, trà, cà phê dạng lon, đóng gói công nghiệp vào diện chịu thuế suất với 10%. Nói nôm na, với mỗi lon nước ngọt hay lon cà phê giá 10.000 đồng, người tiêu dùng phải gánh thêm 1.000 đồng. Lý do đánh thuế dựa trên lo ngại về căn bệnh béo phì, nhưng trong tài liệu giải trình không có bất cứ cơ sở khoa học nào đủ sức thuyết phục. Ngày 1 tháng 7 tới, nếu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, thuế suất bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tăng từ 3.000 đồng trên 1 lít lên 4.000 đồng trên 1 lít. Như vậy, mỗi lít xăng dầu hiện tại ngoài thuế VAT tiêu thụ đặc biệt, trích quỹ bình ổn, người tiêu dùng lại phải gánh thêm 1.000 đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng, việc ồ ạt tăng thuế đang cho thấy chính sách của nhà nước quá tận thu, chưa chú trọng đến nuôi dưỡng nguồn thu, khiến cho chi phí người dân đội lên cao trong khi mức thu nhập còn đang quá thấp. Sốc với thuế tài sản. Ngày 13 tháng 4, Bộ Tài chính công bố dự thảo dự án luật thuế tài sản để trình Chính phủ đề nghị Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018. Đáng chú ý, trong dự thảo, Bộ này nghiêng về đề xuất đánh thuế đối với mọi chủ sở hữu nhà, gồm cả chung cư, đất ở, đất xây dựng nhà chung cư, đất kinh doanh có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên. Mức thuế suất mà Bộ Tài chính đưa ra là 0,3% hoặc 0,4% cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng, với đất ở cũng phải chịu thuế. Cụ thể sẽ có hai phương án xác định để tính giá thuế. Phương án 1, theo bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế. Phương án 2, tính theo giá 1m2 đất trên thị trường tại thời điểm tính thuế. Theo tính toán, nếu áp dụng mức thu thuế nói trên, hàng năm ngân sách sẽ thu về khoảng 31.000 tỷ đồng và là loại thuế thu hàng năm. Như vậy, mỗi một căn nhà khoảng 25m2, vị trí trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội có giá 50 triệu đồng trên 1m2. Với thuế suất sử dụng đất nông nghiệp 0,3% hiện tại, mức thuế phải nộp là 375.000 đồng trên một năm. Trong khi đó, theo dự thảo luật mới, với thuế suất 0,3%, mức thuế sử dụng đất là 3,75 triệu đồng trên một năm. Chưa hết, nếu căn nhà có giá xây dựng khoảng 1 tỷ đồng, người chủ sở hữu phải gánh thêm 1 tỷ trừ 700 triệu bằng 300 triệu nhân 0,3% thì bằng 900.000 đồng trên một năm. Tổng cộng, một năm mức thuế theo dự thảo luật thuế tài sản là 4,65 triệu đồng gấp 12,4 lần so với mức cũ. Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Khoa học Đầu tư cho biết, mức sàn đánh thuế nhà 700 triệu đồng hoàn toàn không phù hợp khi xét trên mặt bằng thu nhập, chi tiêu của người dân. Thực tế, chưa kể đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, mà ngay các đô thị cấp 2, cấp 3 thì giá nhà hiện cũng hơn 1 tỷ đồng trên một căn. Như vậy, nếu đánh thuế thì mọi đối tượng đều phải chịu, trái với nguyên lý chỉ thu thuế với người có thu nhập cao. Phó trưởng ban công tác đại biểu Bùi Đức Thụ, người từng có nhiều năm làm ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội cho biết, việc đánh thuế nhà ở đầu tiên với mức giá sàn 700 triệu đồng là không hợp lý, cần phải xem xét lại.
Bởi nhà ở xã hội của người nghèo hiện nay đã có mức giá sàn 800 đến 900 triệu đồng, trong đó nhà nước có trợ cấp lãi suất, đầu này hỗ trợ, đầu kia lại đánh thuế. Chính sách như vậy sẽ dẫn đến mâu thuẫn, ngược chiều nhau, phức tạp hóa và không hỗ trợ được người nghèo, người khó khăn, ông Thụ nói.